thơ ngây như một hạt mầm được vun trồng trên đất bình yên, nhưng trong em dòng máu lạc hồng vẫn từng ngày cuồn chảy vào tim. Cao Minh Hưng xin trân trọng kính chào quý vị khán giả của Đài Liễu Sài Gòn TV. Kính thưa quý vị, một lần nữa chúng tôi hân hạnh chào đón quý vị đến với chương trình Hạt Mầm Việt Nam. Và chương trình này đến với khán giả hàng tuần vào mỗi chiều thứ ba lúc 4:30. Thực hiện chương trình này chúng tôi nhằm mục đích là khuyến khích các em học tiếng Việt cũng như học thêm về văn hóa, lịch sử của dân tộc Việt Nam chúng ta qua một đố vui để học. Và ngày hôm nay một nửa rất vui có sự trở lại của cô Ngọc cùng Cao Minh Hưng điều khiển chương trình ngày hôm nay. Mến chào cô Ngọc và mời cô Ngọc gửi lời chào đến khán giả của Đài Liễu Sài Gòn TV. Đăng Ngọc xin trân trọng kính chào quý vị khán giả của Đài Liễu Sài Gòn TV, quý vị phụ học sinh, thầy Cao Minh Hưng và cùng các em thiếu nhi của đội A và đội B. Ngày hôm nay Đăng Ngọc rất là hân hạnh đã được trở lại với chương trình Hạt Mầm Việt Nam. Cảm ơn cô Ngọc. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay nhắc đến các em đến tham dự chương trình thì chúng tôi có các em nói là trong cái nhóm nhỏ nhất của các em trong chương trình đào tạo và phát triển tài năng trẻ. Bên tay phải chúng tôi là hai em trong đội A. Thầy và cô mến chào hai em và mời em gửi lời chào đến khán giả của chương trình. Dạ, con chào khán giả của Đài Liễu Sài Gòn TV. Con tên là Celine Vũ. Con chào thầy Hưng, con chào cô Ngọc. Rồi, cảm ơn Celine. Rồi, mời con. Dạ, con chào khán giả của Đài Liễu Sài Gòn TV. Con tên là Ly Mai. Con chào thầy Hưng, con chào cô Ngọc. Chào Celine với Ly Mai sẽ là hai em trong đội A. Rồi, thầy mời hai em đội B con giới thiệu tên của con đến khán giả. Dạ, con chào Đài Liễu Sài Gòn TV. Con tên là Harper. Con chào thầy Hương, con chào cô Ngọc. Rồi, hey, Harper, rồi bạn của con. Con chào khán giả của Đài Little Sài Gòn TV. Con tên là Emily Vũ. Con chào thầy Hương, con chào cô Ngọc. Hello Emily. Chắc là khán giả cũng như là cô Ngọc thấy các em thật là dễ thương, lễ phép. Phải không? Chào thầy cô, khoanh tay lại. Nhắc đến những cái kỷ niệm ngày xưa, phải không cô Ngọc? Các em sinh ra và lớn lên ở đây không có thấy những cái môi trường đó, nhưng mà chắc là thế hệ của cô Ngọc, của Cao Minh Hưng cũng như khán giả nhớ những ngày xưa mà chúng ta đi học gặp thầy cô, mình lễ phép, mình khoanh tay, mình chào các con rất là giỏi. Một lần nữa trước khi bước vào chương trình là mình thấy sự tiến bộ của các em đến với chương trình ngày hôm nay. Một lần nữa chúng tôi cũng rất là cảm ơn các phụ huynh đã khuyến khích các em học những chương trình, học những tài liệu ở nhà cũng như là các thầy cô, và có mỗi chiều thứ bảy hàng tuần thì cũng đến để hướng dẫn tài liệu cho các em. Một nữa chúng tôi rất là cảm ơn bác sĩ Đức Độ cũng như là dược sĩ Phương Trang cũng đã dành những phần quà để cho các em như là một cái phần thưởng khích lệ tinh thần. Thì mỗi em trong mỗi đội, nếu mà đội nào thắng trước 3 câu trong số 5 câu hỏi sẽ được phần thưởng, mà mỗi em sẽ được 20 đô. Chúng ta cũng có cái phần thưởng gì để cô Ngọc? Đó là phần thưởng bonus. Bonus làm sao mình được thắng giải? Không biết là các con còn nhớ không? How we gonna win the bonus prize, con nhớ không? Cho em nào volunteer không? Làm sao để thắng được? Em Lima có nhớ không? Không nhớ gì thì chắc là phải mời cô Ngọc nhắc lại coi làm sao mình thắng giải bonus đi. Dạ, đó là phần thưởng cá nhân. Những câu bonus này đôi khi hỏi ngoài đề và đôi các em không có chuẩn bị trước. Nếu em nào nói đúng thì sẽ được 10 điểm cho mỗi câu. Đúng rồi. Kính thưa quý vị, một lần nữa thì những câu hỏi, những tài liệu này chúng tôi cũng post những chương trình qua trang Facebook là Thiếu Nhi Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ. Rồi, cái hai em bên đội A và đội B, hai con ready chưa? Dạ. Như một con nữa thì nhắc lại cái thể lệ ha. Khi mà thầy hoặc cô đọc hết câu hỏi và năm câu trả A, B, C, D thì nói chuyện hết. Khi các con nghe chị hết mình bấm chuông, rồi nào bấm chuông trước. Trước khi nói chuyện hết sẽ mất quyền ưu tiên nha. Rồi, bây giờ chúng tôi xin mời ban kỹ thuật ở đài chiếu lên câu hỏi đầu tiên của một đố vui để học ngày hôm nay. Mời cô Ngọc. Dạ. Mẹ Âu Cơ thuộc giống gì? A, giống rồng. B, giống tiên. C, A và B đều sai hết. Rồi, số 4 nha. Về thầy mời Emily bên đội B, mời em. Dạ, thưa B, giống tiên. Giống tiên, có đúng không cô Ngọc? Dạ. Ê, mình chào chéo tay thật lớn cho đội B. Cho Emily ghi điểm đầu tiên, 10 điểm cho trong câu số 1. Chắc chắn là thấy cô Ngọc hướng dẫn các em rồi cũng chuẩn bị rất là nhiều những câu bonus để các em có cơ hội để thắng nữa. Mình chuẩn bị nha. Bonus là em nào bấm chuông trước thì sẽ được trả lời. Mời cô Ngọc. Lạc Long Quân thuộc giống gì? Số 2 là Ly Mai. Lạc Long Quân là giống gì không? Dạ thưa giống rồng. Giống rồng, số 1. Giỏi lắm Ly Mai, không được 10 điểm. Con bổ tay cho bạn, khi bạn trả lời đúng mình bổ tay để khuyến khích thanh thanh nha.
Con biết là cô Ngọc còn cái câu hỏi nào cho cái câu hỏi bonus nào cho câu số 1 này không? Dạ, dạ con. Con nữa, đó, dạ. Mời cô Ngọc. Vậy mẹ Âu Cơ và Lạc Long Quân, hai người có liên hệ gì với nhau? Rồi, em số 4, Emily. Dạ thưa, hai người là vợ chồng. Vợ chồng? Giỏi lắm Emily. Giỏi lắm, vợ chồng. Dạ, vậy Emily, con được 10 điểm. 10 điểm trong cái câu bonus này. Dạ. Vậy cô Ngọc muốn mình bắt đầu qua câu số 2 hay là còn câu bonus nữa cô dạ, Ngọc? Dạ, em cho cô được số 2. Rồi, bây giờ mình sẽ chuẩn bị câu số 2. Wow, thấy hai đội nào cũng ready để tay lên chuông. Và câu hỏi thứ hai mời tất cả quý vị khán giả và các em chúng ta cùng nhìn lên màn ảnh. Rồi số 2 mời cô Ngọc. Mẹ Âu Cơ dẫn 50 đứa con đi đâu? A. Đi lên núi. B. Đi xuống biển. C. A và B đều sai. Hết. Rồi chúng ta lại có số 4 đó là em Emily. Mời con. Câu trả lời của con A, B hay là C? Dạ thưa A, đi lên núi. Đi lên núi. Sure không? Chắc chắn không? Dạ. Harper có muốn thay đổi gì không? Hay là giữ luôn cái câu của bạn? Giữ luôn. Giữ luôn. Ok, giữ luôn câu đó. Ok, quyết định đúng đắn phải không? Dạ. Yeah. Một chàng mở tay. Trời ơi, Emily. Tiếp tục ghi được 10 điểm nữa cho đội B. Dạ. Yeah. Rồi, như vậy chắc chắn là cái câu này khi mà chúng tôi nghe các thầy cô cũng như là hướng dẫn các em nói rất nhiều về cái truyền thuyết về Lạc Long Quân nè, mẹ Âu Cơ nè. Chắc chắn là cô Ngọc cũng đã giải thích thêm một số những cái câu chuyện liên quan. Vậy là cô Ngọc, các con chuẩn bị một cái câu hỏi bonus đó nha. Đây, câu hỏi bonus đó là... Lạc Long Quân dẫn 50 người con đi đâu? Rồi, số 3, mời Harper. Dạ, thưa, đi xuống biển. Đi xuống biển, đi xuống biển đúng không cô Ngọc? Giỏi lắm. Rồi, ban giám khảo nói đúng rồi, vỗ tay. Cho con 10 điểm. 10 điểm nữa, wow, ba em nào cũng ghi được 10 điểm. Rồi, bây giờ chắc chắn là phải một câu nữa đi. Dạ. Để chúng ta có trong liên quan đến câu hỏi này. Tại sao Lạc Long Quân dẫn 50 người con đi xuống biển? Emily, số 4. Mấy con? Tại vì Lạc Long Quân là con rồng và con rồng sống dưới biển. Giỏi lắm. Sống dưới biển. Con có thấy con rồng bao giờ chưa? Dạ, chưa. Chưa thấy hả? Mà sao con biết con rồng sống dưới biển? Chưa thấy mà sao biết nó sống dưới biển nè? Câu này khó, con mà trả lời đúng, cô Ngọc cho luôn 20 điểm luôn đó. Ừ. Tại sao con nghĩ con rồng sống dưới biển? Con nghe nói là con có xem phim hay là bố mẹ thầy cô nói con rồng sống dưới biển. Wow, thầy Hưng làm em căng thẳng quá. That's ok con. Rồi, như vậy con rồng sống dưới biển phải không? Sure dạ. Không? Dạ. Rồi, ok, đúng không con Ngọc? Giỏi lắm em đi, cô cho con 10 điểm. Đi 10 điểm. Như vậy con rồng sống dưới biển. Chắc là mình là một câu hỏi bonus nữa, nếu mà không biết cô Ngọc có không. Như vậy là nếu không có thì hơi hỏi nè. Dạ. Bonus nha ha. Như vậy Lạc Long Quân và Âu Cơ có tổng cộng bao nhiêu người con? Con này cũng dễ ha. Rồi Emily lại bấm xuống mau quá. Rồi mời Emily. Số 4. Dạ thưa, có một trăm người con. Trăm người con. Giỏi lắm. Nè. Con biết bao nhiêu người con trai, bao nhiêu người con gái không? 50 con trai và 50 con gái. Đúng không con Ngọc? Con Ngọc cười. Đúng rồi, đúng rồi. Giỏi lắm Emily. Cái này phải được chắc 11 điểm phải không? Thật ra mình cũng không biết chính xác là bao nhiêu người con trai, bao nhiêu người con gái phải không? Dạ. Thật ra thì mình chỉ biết là mẹ Âu Cơ có 100 người con đẻ ra một bọc 100 trứng, con trưởng là ai rồi nhưng mà mình không biết là chính xác là bao nhiêu con trai và con gái. Thầy Hưng hỏi con a tricky question nhưng mà con cũng trả lời được, cô cho con điểm khuyến khích luôn, công bằng như vậy. Ok, như vậy là hiện nay là Emily đang dẫn đầu với 30 điểm bonus nè. Harper 10 điểm, Li Mai 10 điểm và Celine cố gắng đó nha con. Đến đây thì wow, quý vị thấy rất là vui, các em trả lời có vẻ là chuẩn bị những tài liệu rất là giỏi, học được những điều từ bố mẹ, từ thầy cô, từ ông bà. Đến đây thì chúng tôi xin phép được tạm ngưng chương trình phần 1 nơi đây để gửi quý vị một vài thông tin thương mại để bảo trợ cho đài Liễu Sài Gòn TV, và mong quý vị tiếp tục ủng hộ những cơ sở thương mại này để đài có những chương trình hữu ích như vậy dành cho các em trong thế hệ trẻ của chúng ta.